quay trở lại nhóm review. Hôm nay mình sẽ mở hộp máy ăn xeo pin. Mình sẽ mở hộp cái máy ăn xeo pin này. Khá là nặng. Này tầm 6 cân. Đây là cái máy ăn xeo pin GST3. Đây là loại máy ăn chuyên dụng để ăn các loại hàng nó ghép nối hai nhiều pin với nhau. Cái chuyên dụng để cho việc ăn xeo pin dự phòng, pin laptop và xe đạp điện. Thì đây là phần kim hàn. Các bạn thấy đây là phần kim hàn, phần có thuốc hàn đây. Đây là một số cái nét để hiển thị dòng, hiệu chỉnh dòng để không tăng nguồn. Đây, phía sau này là phần cầu chì. Thì cầu chì của bộ này là 25A. Thì điện áp của con này dùng là 220V 50Hz với công suất là 3kVA. Độ dày kẽm hàn từ 0.03 đến 1.5mm. Thời gian hàn là khoảng tầm 1.3 giây. Bây giờ mình sẽ thử test hàn. Thì đây là bộ phụ kiện của nó. Nó có đi kèm theo một cái số cầu chì và một cái vít để các bạn điều chỉnh lại cái mũi kim hàn. Và một cái hai cái mũi kim hàn phụ để các bạn thay, và một số cái cuộn kém để các bạn hàn. Đấy. Đây, mình sẽ cắm nguồn thử hàn với bây giờ mình sẽ thử hàn với ba cái xeo pin Ultra Fine này. Thì đây là màn hình hiển thị cái dòng của nó. Thì nó có giải từ 0 đến 99, bình thường thì mình sẽ chỉ dùng tầm từ 20 đến 30 thôi, hoặc là hơn một chút. Mình có thể điều chỉnh tùy theo cái việc thiết dày hay mỏng và các bạn muốn hàn pin gì. Bây giờ mình hàn thử. Anh hàn mỗi hàn rất là mình để như là có thể là tổng hơi cao, nó đã làm đứt thiết đứt cái kẽm hàn. Mình sẽ hạ tổng xuống. Thì để ăn chắc chắn hơn, mình sẽ dùng một cái đế pin như này. Các bạn có thể mua thêm ở ngoài cái đế giữ pin để cho pin nó thẳng hàng với nhau mà mình nó dễ dàng hơn. Hoàn rất chắc. Các bạn giật, bây giờ các bạn giật có thể bung cái vết kẽm này ra ngay. Và khả năng cao các bạn có thể giật nó có thể bung cả pin ra.
Vậy là mình vừa mới làm thử một đầu ba quả pin với nhau. Mối hàn rất là chắc chắn. Phần mở hộp. Về cái máy hàn Xiao ZT3 này của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.